Cronici, lucru și merge, bilangă ea. Ișii bune un gând, cronici, lucru și merge. Potraite iară, o carieră. Elfi iară, șpilion zone, discursul. Xin chào các bạn, tôi muốn nói về lý thuyết KSNSSBONSDO đối với sức khỏe. Lý thuyết này thậm chí còn được đề cử cho giải thưởng Nobel. Trong một phi thuyền lơ lửng ngoài vũ trụ, các phi hành gia không bị viêm khớp và họ nói rằng họ cao hơn từ 2 đến 5 cm so với trên trái đất. Tại sao? Các loài chim sống dưới nước như sếu và hồng hạc được cho là có tư thế thoải mái nhất khi đứng gác chân này lên chân kia. Nó hoàn toàn khác với những người cảm thấy vững vàng và thoải mái khi đứng trên đôi chân của mình. Tại sao? Một mẫu số chung được ẩn giấu trong câu trả lời cho hai câu hỏi dường như không liên quan. Đó chỉ là hành động của trọng lực. Các phi hành gia trong môi trường không trọng lực không bị đau khớp vì họ không nhận áp lực lên khớp như khi ở trên trái đất. Nó tương tự như việc một người bị đau đầu gối không cảm thấy đau nhiều trong nước như hồ bơi. Cuộc sống của các phi hành gia cũng không cần hỗ trợ trọng lượng của họ trong điều kiện không trọng lực, do đó khoảng cách giữa các khớp mở rộng và chiều cao tăng lên khi nó mở ra. Bây giờ tôi xin giới thiệu giáo sư Kim Se-yeon, người tạo ra lý thuyết KSNS. Anh ấy là người Hàn Quốc nhưng anh ấy đã sống phần lớn cuộc đời mình ở Đức. Trên thực tế, anh ta nên được công nhận là một công dân Đức. Ông được gọi là bàn tay của Chúa ở Đức. Tên của người sáng lập lý thuyết KSNS là câu chuyện của giáo sư Kim Se-yeon. Những cuốn sách và phương pháp điều trị của ông đã được Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Châu Âu đệ trình đề cử giải Nobel. Học viện có 1.540 thành viên, trong đó có 27 người đoạt giải Nobel. Học viện đã giới thiệu các phương pháp mới và sách y học mới mà ông đã phát triển và thực hành. Và nhờ học viện này, Hội đồng Giải thưởng Nobel đã chấp nhận đây là một phương pháp y học mới. Trên thực tế, tên của anh ấy được liệt kê trong danh sách rút gọn. Tất nhiên, KSNS YouTube có nhiều video tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Đức. Những video Việt Nam là video giới thiệu đầu tiên của tôi lần này. Vậy KSNS là gì? KSNS hệ thống thần kinh an toàn của Kim Sutnervan System. Nếu bạn nói tiếng Việt đó là hệ thống thần kinh an toàn vô thức của con người do giáo sư Kim Se-yeon tạo ra. KSNS phần lớn được chia thành SBON và SDO là ngôn ngữ tiếng Đức. SBON là một quan sát khách quan về tình trạng của bệnh nhân. SDO điều trị bệnh nhân theo SBON và kích hoạt khả năng chữa bệnh của cơ thể bằng cách rèn luyện và ổn định các dây thần kinh vô thức bị thoái hóa của bệnh nhân. Về điều này và tính thực tiễn của KSNS, giáo sư Kim Se-yeon đã nhận được rất nhiều sự hoan nghênh ở Đức vì đã chứng minh lý thuyết độc đáo của mình, và trên thực tế, ông ấy là một giáo sư rất được kính trọng, người thậm chí còn gọi ông ấy là bàn tay của Chúa và thậm chí còn được đề cử cho giải Nobel. Vì vậy, chúng ta hãy dành một chút thời gian để xem xét dữ liệu là bằng chứng của đề cử giải Nobel. Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Châu Âu là một mạng lưới đa ngành và liên ngành kết nối khoảng 2.000 nhà khoa học và nghệ sĩ được đề cử trên toàn thế giới, trong đó có 37 người đoạt giải Nobel. Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Châu Âu là một tổ chức học thuật của các nhà khoa học và nghệ sĩ do Felix Anger thành lập. Học viện được thành lập vào năm 1990 và tọa lạc tại Gianburg và đã được hỗ trợ bởi thành phố Viên, chính phủ Áo và Ủy ban Châu Âu. EASA hiện đang được lãnh đạo bởi Chủ tịch Klaus Menzer Tum Emeritus tại Đại học Kỹ thuật Munich và giáo sư cao cấp tại Trung tâm Carl Friedrich von Weizsäcker tại Đại học Tübingen. Nói một cách đơn giản, để giải thích KSNS, SBONSDO có thể được giải thích như một phản xạ vô điều kiện xảy ra tự nhiên của bản năng bảo vệ bản thân trước các sự kiện bên ngoài. Mục đích chính của SDO là tập trung kích hoạt và phục hồi các dây thần kinh bản năng đã bị tổn thương theo thời gian do điều kiện thói quen, tác động bên ngoài hoặc nguyên nhân bên trong. Khi cơ thể phục hồi các chức năng bị mất hoặc suy giảm của hệ thống thần kinh cơ bắp hoặc tuần hoàn bằng cách kích thích SDO, nó sẽ tự động bắt đầu quá trình chữa bệnh của chính nó. Ở đây chúng tôi giới thiệu một khái niệm quan trọng được gọi là hệ thống thần kinh vô thức. Khái niệm này vẫn chưa được khám phá trong y học phương Tây hay phương Đông.
Đó là một hệ thống thần kinh mà bộ não không nhận thức được và không thể kiểm soát. Nó khác với hệ thống thần kinh tự chủ. Chính hệ thống thần kinh khiến cơ thể phản ứng trong vòng 0,3 giây khi một người ở trong một tình huống cụ thể. Ví dụ, chúng ta đang đi trên đường và thấy rằng đường rất trơn. Nhưng trước khi bạn nhận ra điều kiện đường trơn trượt, chân của bạn sẽ tự động phản ứng với điều kiện đường. Ngay khi chân bạn chạm vào mặt đất trơn trượt, cơ thể bạn về cơ bản sẽ chậm lại và giảm thiểu chuyển động để tự bảo vệ mình. Đây được gọi là hệ thống thần kinh vô thức và nó bảo vệ cơ thể an toàn trong trạng thái không bị não điều khiển. Nói cách khác, đây là hệ thống phòng thủ bản năng của cơ thể chúng ta. Trên thực tế, ngay cả đối với một người bình thường, chuyển động của bàn chân sẽ là khởi đầu của cuộc đời một người, và anh ta sẽ cảm thấy rằng các ngón chân được kết nối theo chuyển động của bàn chân để kiểm soát hoặc hỗ trợ chuyển động của cơ thể. Tuy nhiên, đúng là tôi cũng đi những đôi giày không thoải mái cho các hoạt động bên ngoài vì tôi cũng vậy. Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm khi đi những đôi giày mũi nhọn hoặc hẹp ở má, nhưng tôi rất mệt nên tôi thường xoa bóp chân và giảm mệt mỏi khi nghỉ ngơi trong công viên hoặc trong ô tô. Cuối cùng, do đi nhầm giày, các ngón chân được kết nối với mạng lưới thần kinh kết nối toàn cơ thể, nhưng từng ngón chân không thể phát huy vai trò và hủy hoại cơ thể. Năng lượng được tạo ra từ tải được tạo ra từ cơ thể của chính mình không nhận được vai trò của ngón chân và vai trò của ngón chân không được nhận và sự cân bằng của cơ thể bị phá vỡ trong quá trình tiếp nhận năng lượng và sử dụng năng lượng. Giáo sư Kim Seyan đang nói chuyện. Anh ta có thể thấy ý định kích hoạt KSNS bằng cách cung cấp cho mọi người sức mạnh đến từng ngón chân, nghĩa là bằng cách cung cấp sức mạnh cho từng ngón chân và sử dụng vai trò của từng ngón chân. Nhưng đến một lúc nào đó, khi vai trò của các ngón chân bắt đầu giảm dần và bị triệt tiêu, KSNS của con người bị phá vỡ. Giáo sư Kim Seyan phục hồi cơ thể bị bệnh bằng cách khôi phục KSNS bị thoái hóa và có vấn đề. Giáo sư Kim Seyan đã đưa triết lý của mình vào việc hợp tác với Jae-gun Gong, giám đốc điều hành của KSNS, một nhà máy sản xuất giày, để tạo ra một thương hiệu giày tốt cho sức khỏe KSNS Line sau một thời gian dài nghiên cứu và phát triển. Cuối cùng, tại Việt Nam, chúng tôi bắt đầu bán giày KSNS Lite giúp cơ thể tôi khỏe mạnh, được sản xuất tại Việt Nam với thiết kế của Hàn Quốc và chỉ xuất khẩu sang Hàn Quốc và Đức. Đây là những đôi giày KSNS Lite cho sức khỏe nhẹ nhàng và thoải mái. Tuy nhiên, những đôi giày KSNS Lite tốt này hiện không có sẵn với số lượng lớn. Chúng tôi sẽ tạo ra một cách để tăng dần nguồn cung. Chính vì điều này mà ngay tại Việt Nam giày chỉ được bán với giá chuẩn xuất khẩu quốc tế.